Công ty động cơ giảm tốc, hộp số giảm tốc Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị đầm rung CVM. Đầm CVM là loại đầm rung làm theo tiêu chuẩn Italia, vòng bi bạc đạn của Nhật, có khả năng giảm lực rung từ 10 đến 80%. Ví dụ lực rung 10 kN sẽ giảm xuống 8,5 3,2 kN bằng cách chỉnh búa như sau. Chúng ta tháo nắp sambo của motor ra, sau đó tháo dần dần những thanh sắt của búa motor sẽ giảm được lực rung. Đây là đầm rung CVM có công suất 1,1 kW, có ampe định mức là 2,44 ampe, lực rung là 13 kN. Khi giảm 80% lực rung sẽ còn 2,6 kN. Tổng chiều dài của đầm là 365 mm, tổng cao là 220 và tổng rộng là 200. Đây là hình ảnh đầm 0,17 kW, 0,1 kW, 0,2 kW, 0,45 kW, 0,5 kW, 0,55 kW, 0,75 kW, 2 kW. Phía bên này là hình ảnh đầm rung không điều chỉnh lực rung, có điện áp 3 pha và 1 pha và giá thành sẽ rẻ hơn. Quý vị cần thêm thông tin xin mời đến với kho hàng giảm tốc lớn nhất Việt Nam của công ty Minh Motor, địa chỉ 163 quốc lộ 1A, Bình Hưng Hòa, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 676 163.